không món đồ nào qua được mặt mình đâu. Tối nay sẽ đỉnh cửa chóp cho xem. Wow, đi nào gái. Hai nàng dừng lại chút nào. Mình thích nhiệm vụ này cực kỳ. Không đồ ăn nhá. Nhưng... đưa đây cho tôi, phải vứt rác mới đúng luật. Wow, đúng là đồ phá đám. Nghề này vui dã man. Giáng sinh an lành. Ứng lại nào Santa ơi, ông là Santa thật sao? Hình như hồi nãy ông ăn trưa hơi nhiều nhở. Tôi đùa ông già Noel thôi, ông vào đi. Cảm ơn nhớ. Sao cậu vui thế hả? Không có đồ ăn nên bữa tiệc này chán nòm ấy. Santa có quà cho các cháu đây. Wow, kẹo kìa. Hô hô hô, hết sảy luôn. Chưa hết đâu nhớ các cháu. Chào tớ, của tớ mà, món tớ thích này. Quẩy nhiệt nào. Đêm này tĩnh lặng thật, ăn thêm nào. Ờ, chết rồi, chán như con rán luôn. Còn gì để ăn không nhở? Cũng rỗng tuếch luôn, còn món nào nữa không vậy? Cái gì đây? Thịt Giáng sinh này, mình quên xử luôn. Nếu mình tốc độ thì vẫn kịp á, giờ thay đồ thật nhanh nào. Mà không Giáng sinh lắm ý. À, được đây. Mình sẽ mang theo đồ ăn nữa. Cái này, này nữa, nhìn ngon quá đi. Và nhớ kỹ này, nếu tôi mà thấy kẹo là bị phạt đấy. Mình chả muốn bị phạt đâu. Thôi, để ở nhà cho an toàn. Nhưng mình thích ăn kẹo lắm. Ý khoan, mũ của mình. Cái này ổn áp đấy. Hãy dùng mũ của ông già Noel và chút kẹo bông nhá. Dính kẹo bông lên mặt ngoài của cái mũ. Ai mà phát hiện nổi chứ. Dừng lại nào. Đưa đây cho cô. Đưa đây nhanh nào. Vào đi. Bực hết cả mình. Mong là hiệu quả. Cái mũ ngon dã man luôn. Ok, diễn nào. Dừng lại. Để cô kiểm tra một phát nào. Mình không thấy bánh kẹo gì. Nhưng vẫn ngửi thấy mùi đồ ngọt. Chỉ là nước hoa thôi ạ. Achi. Vào đi, nhanh. Hiệu quả rồi. Ý em là vâng. Mình cứ tưởng bữa tiệc mình vui lắm chứ. Chán xỉu ngang luôn. Ê, Giáng sinh an lành nhá. Ai muốn ăn ngon nào? Sao mặt cậu hớn thế? Thử đi gái. Tớ chẳng ăn mũi của cậu đâu. Rồi. Cậu ấy hâm à? Cơ mà đó là kẹo sao? Ăn nè mấy gái. Kẹo bông đấy nha. Ngon đúng không? Đứng yên để tôi quét nào. Cô ổn đấy, vào trong đi. Tiếp theo. Khoan, các cô mang theo kẹo không được vào đâu. Nhìn này. Tụi tôi không biết, thật đấy. Bước qua một bên đi. Ủa thôi mà. Này, tớ biết cách để tuồn kẹo vào rồi. Ý này đỉnh thật đấy. Có bánh kẹo gì không? Ủa, gì vậy trời? Xin lỗi nhá, cho đi nhờ với. Đừng để ý tụi này. Sắp tới rồi, bình tĩnh nha. Sao lại dừng vậy? Xin chào lần nữa. Chúng ta phải nói chuyện thôi. Tôi đã bảo gì nào? Không kẹo. Tôi cứ tưởng thế là hay cơ. Plan B nhé. Đêm nay thành công phết. Không có viên kẹo nào lọt vào cả. Này anh bảo kê đáng sợ. Giúp tôi với. Tôi lạc rồi. Tôi cần đi ra cửa hàng. Cô ở đây và cửa tiệm ở ngay chỗ này này. Kẹo à? Đứng im. Và lùi lại nào. Chịu luôn đấy. Ông vệ sĩ thông minh quá đi. Mà khoan đã. Đưa tớ cái bánh đi. Nghĩ ra rồi. Tớ sẽ đặt bánh trong váy và buộc nó cố định bằng dây chun. Thêm một cái nữa ở đây này. Nhìn như chi tiết trên váy ấy. Wow, thông minh quá ta. Còn tớ sẽ đánh lạc hướng. Xem nhá. Ok, đi nào. Lại hai cưng à? Váy xinh đấy nha. Này, đưa cây kẹo cho tôi. Không nhá, đổ quá đáng. Vào trong mau đi. Kẹo mút ngon lành, làm nghề này thích thật. Làm được rồi. Đúng là thế. Kẻ lưỡi kẹo này hơi bị ổn áp luôn. Chào cậu.
Đồng bánh kẹo kia là sao? Hai cậu không được mang quà vặt vào đâu. Luật lệ gì mà quá đáng vậy trời. Ném vào sọt đi. Chắc chỉ còn cách này thôi à. Thôi, chịu khó vậy. Mình không muốn vứt bịch kẹo này đâu. Tất lưới của mình. Có vẻ ngon lành đó nha. Cậu đợi tớ xíu nhé. Sao mà nỡ vứt kẹo của mình đi được. Chỉ cần vài miếng băng dán hai mặt là ổn áp rồi. Cứ dán kẹo lên đó là xong. Nhưng nhớ phải có trật tự đấy nhé. Nhìn cũng phong cách phết chứ đùa. Khoan đã. Tớ có mang theo cái gì đâu, thấy không? Tớ không thấy chút kẹo nào. Kìa, đôi tất đó. Nhìn xinh xỉu à. Cảm ơn cậu. Vào đi gái. Phong cách này đỉnh ghê. Tớ có bỏ lỡ gì không? Đói không bạn Hiền? Vì tớ có quà nè. Thấy hay không? Chỉ cần sáng tạo một chút thôi à. Ăn không bạn mình? Đôi giày đó trông cháy quá. Sinh học chán như con rán luôn ấy. Tớ có cần học mấy cái thứ này đâu. Sắp được nghỉ trưa chưa nhỏ. Mình thèm ăn snack lắm luôn rồi. Và chút đường nữa. Yay. Ê cô kia, không biết đọc sao? Không được ăn ở đây nhá. Vâng, chán ghê á. Lén lén một tí chắc được đấy. Đôi khuyên kia sẽ giúp tụi mình. Nào Mi ơi, đứa khuyên của cậu đây. Và cả kẹo gấu nữa. Chuẩn. Biến món xì nách này thành một lời tuyên bố về thời trang nào. Bám chắc nhé bé gấu. Cho bao nhiêu là tùy ý cậu đấy. Và các cậu sẽ hoàn thành món này nhanh thôi. Nhìn cute phết nhở. Thưởng thức này. Cảm ơn nha. Tớ chẳng muốn ăn mấy ẻm luôn ý. Nhưng phí lắm. Ngon phết à nha. Để tớ đeo thử một phát nè. Cái gì vậy ta? Rồi, cô ghi tiếp nhá. Ê, cho tớ miếng với. Với lại, sao em lại cắn nào mì thế kìa? Con bé là zombie sao? Mình chẳng muốn biết đâu. Chào chị, một ghế ạ. Xem nào. Ổn áp đấy. Cưng có mang đồ ăn gì không thế? Dạ, không ạ. Để chị kiểm tra cho chắc nhé. Cái này không được nhá. Không ai qua mặt được chị đâu bé à. Làm gì thấy ghê. Bà chị đó ác thật. Nhưng mắt bà không tinh lắm đâu. Hóa ra mấy cái túi lại ngon xỉu thế này ư. Đây mà gọi là thức ăn sao? Mình thèm ăn ngon. Trực cả đêm buồn ngủ thật đấy. Mãi mới hết nửa ca. Thế thì có thể yên tâm chớp mắt chút nào. Cuộc đột kích snack chính thức có hiệu lực. Bạn tuần này tối nay sẽ có thức ăn. Mong là họ thích sô-cô-la. Nhanh như mèo nào. Quản mục một giây rồi ha. Môi gì khó chịu hả? Cẩn thận. Xuyên thì. Chân số 2. Hủy kế hoạch. Hủy. Trốn đâu bây giờ? Mình làm được mà. Trong này chính ra giọng phết đó.
có chuyện gì về trời. Hình như mình nghe thấy gì đó. À, chỉ là con chúa thôi. Thôi khó khó tiếp nào. Vào rồi. Người này ở đây bao lâu rồi vậy? Đến cuối đường rồi này. Mạn nhịn. Họ không bao giờ lau dọn chỗ này sao? Ai đó? Tới đây mà. Gabi à, tớ xin lỗi nhé. Tớ mang quà đến nè. Chào tất cả sao? Mở yến tiệc thôi chứ nhỉ. Tớ thèm ăn kẹo lắm luôn. Giờ thì ăn thoải thích nhé. Nhắn tin được thì hay. Giờ viết thư cũng tốt lắm rồi. Thượng lộ bình an. Xem nó đi kìa. Trong này thấy gớm quá. Bắt được rồi. Xem nào. Burger chắp tay dấu chấm than. Đã hiểu thông điệp. Nhưng không thể cứ thế cầm đi được. Mình sẽ cải trang thật chuyên nghiệp. May mà mình có mái tóc dài. Xong. Trông khá là dễ thương đó. Đi thôi nào. Cậu ấy đâu rồi? Ôi đến rồi. Tớ ở đằng này nè. Ở trên này cả đấy, thấy chưa? Bình thường tớ vẫn cằn nhằn với tóc ở trong thức ăn. Ngon tuyệt cú mèo. Sắp xong chưa vậy trời ơi? Xin chào ngón tay sô-cô-la đây. Cậu ăn hết rồi đấy nhỉ? Vị ngon trên từng ngón tay. Chào buổi tối các cô. Mở túi kiểm tra xem nào. Rồi biết rồi. Xem nào. Tôi đoán như thần luôn. Không được mang đồ ăn nhá. Làm ơn đi. Anh có thể phiên phiên cho tụi em lần này không? Ồ, khuôn mặt đáng thương nhở. Không nhá. Đủ quá đáng. Giờ làm gì đây? Này. Hello. Khỏe không? Làm đi bạn mình. Cảm ơn nhá. Không được đi ăn nhá. Ok luôn. Nhưng cô đấy. Tụi mình. Alo. Nghe này ông anh, chúng tôi sẽ vào trong và mang cả kẹo đi cùng luôn. Ông anh không cản được đâu, anh cà khịa nhầm người rồi đấy. Tôi mới biết tên của quản lý và cấp cao hơn nữa. Tôi sẽ viết một cái email cực dỗi luôn. Anh nghĩ anh là ai hả? Chán quá đi mất. Anh làm gì đấy? Sao anh dám hả? Khoan, tôi có ý này nè. Wow! Ngồi xuống nào. Tụi mình có thể giấu hàng trong tóc cậu á. Sao cậu không nói sớm hơn? Đừng di chuyển. Sắp xong rồi, tớ chỉ cần buộc tóc nữa thôi. Xong, giờ thêm vài mớ phụ kiện nhá. Nhìn dáng xinh hết sức. Đấy, một bộ tóc búi cao đáng yêu cùng vài thứ bất ngờ. Thông minh ghê. Wow, nặng thật đấy. Trông tớ thế nào? Hoàn hảo. Đi thôi. Nữa hả? Mở túi ra nào. Dừa lòng chưa? Ok, hai nàng vào đi. Úi, xin lỗi nha. Nhanh, vào đi. Tóc gì mà to dã man. Hiệu quả rồi. Yeah. Ôi, cô ấy là thắng nước ngọt á. Hay thế. Wow. Yeah. Cứ tự nhiên nha. Chữ cuối cùng đấy. Cảm ơn nhiều nhá. Đến lúc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi rồi. Ai để cái cân ở giữa đường thế này? Cần một tí chắc chẳng sao đâu nhở. Không thể tin được. Mình biết ngay là không nên ăn chiếc donut này mà. Mình phải làm gì thôi? Vứt hết đi cho rảnh nợ. Mình không muốn bị quyến rũ đâu. Đây là khu vực không bánh kẹo. Vòng eo còn khiến sẽ cảm ơn mình cho coi. Chỉ đồ ăn healthy thôi nhá. Đây, quá ngon lành, sống ảo thôi. Có thông báo này. Tiệc Giáng sinh không kẹo ư? Đùa mình đấy à? Đành vậy, dù sao vẫn quẩy được. Cơ mà, có lẽ còn cách để giấu giếm tí kẹo đấy. Cứ thử xem nào. Đầu tiên là làm chảy mấy cây kẹo ra. Giờ đổ kẹo chảy vào ốp điện thoại nhá. Mấy màu sắc khác nhau này trông tuyệt quá.
giờ để nó cứng lại này. Kẹo bí mật đấy nha. Ai lại ăn cần tây ở tiệc chứ? Chào mấy gái, cậu đến rồi hả? Này, ăn chút cần tây đi. Ừ, tớ đi xay sinh tố đây, cậu cứ ăn cần tây nhiều vào, còn cà chua nữa đấy. Ốp điện thoại của mình thì ngon quá. Cho thử miếng với. Ừ, chia đi. Lo cái gì, tớ có vài cái này. Cầm lấy đi. Cảm ơn nhiều nhá, thích thực sự. Hả, mấy gái đang làm gì thế? Chuyện gì vậy trời? Mọi người liếm ốp điện thoại à? Phải kiếm bạn mới thôi. Nhưng nếu mấy nhỏ đó làm thế thì mình cũng nên làm nhở. Chả hiểu gì luôn. À, cậu ổn không thế? Sao cơ? À, không có gì. Vui ơi là vui luôn. Bữa tiệc này cháy nhất phố mà lại. Mà mình đói quá. Khéo ăn cả một con voi cũng được. Bánh quy đúng là kiêu cánh. Nhìn thôi đã chảy nước miếng. Măm măm nào. Hả? Tự nhiên chuông reo làm giật bắn cả mình. Bánh quy của tôi rơi xuống sàn mất. Không! Cứu tôi! Tôi đang rơi. À! Mẹ mất một miếng ăn người rồi. À, nhưng nhờ bụi bẩn chân nè. Chỉ muốn vùi mình trong đống này mãi. Còn ăn được không ta? Sao mà nhanh bẩn thế hả trời? Kinh quá. Nhìn đã thấy mất cả cảm tình. Nghe bụi bẩn vui thật đấy. Kinh tởm quá. Vẫn ăn được chứ nhỉ? Ăn đất không phải là trò hay cho lắm. Mà kệ đi. Cô nàng cái gì cũng ăn. Kinh quá. Hàng còn dài không to. Ui không, mình sắp hết thời gian rồi mà chưa trang điểm xong. Ổn đấy, tiếp theo. Cô này ok, mời qua. Tiếp theo. Ui không. Ui không là đúng đấy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ui vậy à. Ui da, không phải, tôi nhầm. Đây cơ. Ồ, gấu tên đi nhỏ đáng yêu quá. Hả? Ôi trời, không phải con gấu này. Đây, ý tôi là cái này. Ở đây cấm mỹ phẩm nhé. Nhiên chưa đánh mắt xong mà. Phải làm sao đây? Mà khoan đã, chờ em xíu nha. Hai giờ em vào được chứ nhỉ? Chà, để tôi xem cái đã. Để tôi nhìn cô gần hơn mới được. Mà ơi, chị ấy nhìn mình gần quá. Ổn đấy, xinh lắm đó. Em vào trong chơi đi. Tuyệt, mãi mới được vào. Chị ấy bị lừa rồi. Ok là, tháo bông tai ra nào. Giờ trang điểm nốt mắt còn lại cho đỡ trột. Xinh hơn hẳn luôn. Đêm còn dài lắm, quẩy thôi. Tuyệt, ở đây không có ai. Tớ đang rất cần đó. Này, tớ đây. Vừa đúng lúc. Chu môi nào. Đứng im nhé. Tuyệt vời luôn. Nhìn mình xinh chưa? Xinh tuyệt, tự tin hơn hẳn. Tôi tóc dở hơi thật. Chúng ta không cần nó nữa. Hai, em vào trong được chứ? Này, cấm đồ ăn và đồ uống. Ơ, nhưng em có mang gì đâu. Đang nhai kẹo cao su còn gì. Cái đó cũng tính, nhổ ra mau. Được vào vậy chưa hả trời? Dừng lại, để anh quét đồ ăn đã. Không biết sao. Mà thấy em đáng nghi. Ú, tóc em. Ôi không, ôi không, ôi không. Vẫn đáng nghi. Chờ đó đi. Chính lúc sẽ tìm ra mọi thứ mà em đang giấu. Được rồi, anh đã khám xét xong. Em có thể vào trong rồi. Phiền chết đi được. Club này nhộn nhịp quá. Và tất nhiên mình có snack bí mật. Starburst, rất dễ để nặn kẹo này. Vậy đây mình dán chúng lên móng tay giả.
Khi đã mở khuôn rồi mình sẽ gắn móng giả lên. Chỉ vậy thôi là mình đã có bộ móng kẹo ngon lành. Một miếng kẹo cho mỗi ngón tay. Và cả ngón cái nữa chứ. Bộ móng đã xong và mình sẵn sàng quẩy tới mắt rồi. Mầm mầm chút nước nào. Cô ta mới ăn cả móng tay sao? Hả? Ghê quá. Chúng mình chuồn lẹ đi. Tập thể dục đúng là khó. Hai cô này mới đang tập ở mức thường đã than rồi à? Có tin nhắn này. Tôi có việc một tí. Cả hai em cứ tiếp tục đi đấy. Ai chà, có vẻ như thầy ra khỏi lớp rồi. Bắt đầu mắm mắm snack thôi mọi người ơi. Tôi đói lắm rồi á. Thèm Snickers dễ sợ luôn. Tuyệt, ngon dã man con ngàn. Đây là thứ ngon nhất tôi từng ăn. Wow, chắc là cậu ấy đói meo luôn rồi. Ôi không, thầy quay lại phòng tập kìa. Nhanh nhanh giả vờ như tụi mình đang tập nãy giờ đi. Mặt con bé dính cái gì vậy nhỉ? Trời đất ơi. Dừng lại ngay lập tức cho thầy. Để xem nào, đồ ăn giấu ở đâu rồi. Em kia, đưa kẹo đây cho tôi. Em biết nội quy rồi mà. Em không được ăn vụng nè. Còn em này thì sao? Được rồi, tốt lắm. Rất biết tuân thủ nội quy. Thầy có lời khen đó. Nhưng thầy vẫn sẽ để mắt tới hai em đấy. Ê gái, đừng lo về thanh sticker của cậu nữa. Nhìn áo tớ này. Không phải chỉ có hình in đâu nhé. Có kẹo thật trên này đấy. Wow, cậu giấu đồ ăn vặt siêu thật á. Chứ còn gì nữa, đỉnh ha. Xin chào, hộ chiếu của tôi đây ạ. Ổn rồi, nhưng mạn phép cho tôi kiểm tra kỹ hơn một tí nhé. Tôi chỉ giả một tẹo bằng cái máy quét đồ ăn này thôi. Nộp cho tôi nào, máy quét không bao giờ sai đâu. Đúng như tôi nghĩ, cô cố tình qua mặt hải quan đây mà. Lại quét tiếp nghe thưa cô. Nhưng tôi muốn ăn cái kẹo này lắm chị ơi. Nghe tội nhở, nhưng tôi phải tịch thu thôi. Tôi sẽ tịch thu hết đống snack và kẹo này từ cô. Cả kẹo cao su tôi đang nhai luôn á. Rồi, lấy luôn đi. Hộ chiếu của cô đây. Chúc một ngày vui vẻ nhé. Xin chào, đây là hộ chiếu của em ạ. Nhìn cưng kìa. Cưng tươi như hoa luôn đó. Thả, chị không kiểm tra cưng đâu. Cứ đi qua đi. Mình sẽ ngồi chỗ này vậy. Có ai để ý không vậy ta? Không à? Được rồi, cho khán giả xem em bé của mình thôi. Em bé nước ngọt đây nha. Cho nước ngọt vào quả bóng bãi biển này đúng là ý hay. Mình có thể uống bất cứ khi nào mình khát và sẽ chẳng ai biết cả. Bóng đẹp đó nha. Vâng, thì đẹp mà. Tôi đang khen thật tình đó. Cậu thông minh đấy. Mà nhìn nè, tôi đã giấu đồ uống và bé mèo nhồi bông này á. Trông nó giống như đồ chơi bên trong có nước ngọt đó bạn yêu. Ôi trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cậu thông minh quá. Dô. Mong là Kevin ở đây. Này, dừng lại, cấm đồ ăn thức uống. Nhìn các cô, đáng nghi lắm. Có cần phải vậy không? Quy định là quy định. Cô đang giấu gì trong túi hả? Không như anh nghĩ đâu. Kẹo à? Tuyệt đối cấm. Vải thưa đòi chè mắt thánh. Đừng. Oh yeah. Giải cứu kẹo mau. Ta đến đây. À! Kẹo đang đến. Đừng, rơi vào miệng ấy chứ. Đáng đời lắm. Tiếp, đi kiểm tra cô bạn nhỏ này nào. Vẫn chưa thấy gì. Căng thẳng chết mất. Chà, ổn áp đấy. Phew. Quẩy lên nóc nhà nhá. Mình phải ngầu thế chứ. Đi quẩy mà gặp suối quẩy gì đâu. Thôi thôi, không sao đâu. Xem giày của tớ nè. Hả?
chồng gót ấy. Đó, sao cậu nghĩ ra cách hay vậy? Cậu đúng là thiên tài ăn bụng. Kẹo đủ sắc cầu vồng rực rỡ. Amazing, good job em. Xem kìa, hồ bơi không có ai cả, chỉ cần đi qua anh chàng kia. Chào anh, em muốn đi bơi thôi ạ. Vậy thì cô liệu mà xử lý đống đổ trang điểm đó đi. Phán. Nghiêm túc hả chối? Mất hứng dã man. Đồ trang điểm thì sao cơ chứ? Mình không thể vứt đi được. Vậy thì mình sẽ giấu. Đã giải quyết vấn đề. Đi bơi nào. Giờ em vào được chưa? Lần này thì chắc là được rồi đấy. Cảm ơn nhiều. Cô tưởng tôi không thấy đống kia hả? Cấm mỹ phẩm. Ok, em sẵn sàng đi quậy nước rồi. Thế à? Trong đó có gì? Chỉ là đồ ăn thiết yếu thôi. Đó. Má ơi. Oh, và mái chèo yêu thích của em nữa. Mình có cần kính mới không? Và em không đi đâu nếu thiếu súng nước. Chắc là được. Cảm ơn ạ. Cuối cùng. Cứ tưởng mình sẽ không vào được. May mà người ta cho mang súng nước vào. Đã đến lúc dặm lại phấn rồi. Mấy vết này đâu có tự che được đâu cơ chứ. Ổn rồi đó. Có gì ở kia vậy nhỉ? Đã bỏ cấm mỹ phẩm. Quay lại đây. Wow. Em không nhìn thấy gì nha. Chào cả lớp. Hít sâu vào và thở ra. Giờ chắp bàn tay lại vào nhau và cúi người về phía trước. Lại nào. Wow. Hả? Lại nữa à? Ngại quá đi mất. Không thể tin được là mình bị trễ. Ý. Suýt thì dính. Lại bị chặn nữa rồi. Thế này đi. Tiếng gì vậy bà con? Chỉ cần trải thảm ở đây nữa thôi là mọi thứ sẵn sàng rồi. Nhưng đầu tiên thì làm tí đồ ăn vặt thôi. Ý, lộn mặt rồi. Giơ tay ra phải không ạ? Chắp tay lại. Cô này vào đây hồi nào thế? Giáo viên không nghi ngờ gì luôn kìa. Cơ hội của mình đến rồi. Phải lấy món này khi đang cúi người mới được. Nhanh nào. Chỉ cạp cạp chút xíu ở đây thôi. Giờ duỗi cánh tay ra này. Làm 100 cái nào. Cố lên. Chắc em không làm nổi đâu ạ. Cứ tiếp tục đi Sophia. Em có muốn tăng cơ hay không hả? Đừng có mà than thở nữa nhé. Lên nào. Đổ mồ hôi thế này có bình thường không ạ? Sắp xong rồi. Mình cứ như sắp chết đến nơi ấy. Ok rồi, nghỉ 5 phút nhé. Khó thật sự luôn. Khát quá à. Xin lỗi nhá. Ủa khoan, cái này là tạ đó hả gái? Đây là hai cục kẹo to đùng cơ mà. Cậu làm gì thế? Đợi tí nhé. May cho cậu nhá, tớ mang hai cái cơ. Đây này. Đây là cục tạ đỉnh nhất tớ từng thấy á. Chắc là tớ sẽ ăn bên này trước. Wow, chưa gì miệng mình đã chảy nước miếng rồi. Hương mâm xôi á. Thầy đến kìa. Wow, chuẩn rồi đó các em, tiếp tục đi. Đồng hồ đang chạy này các cô nàng. Đây đúng là cách cực hay để lén mút kẹo đó. Oh yeah, chuẩn rồi nha. Buổi tập này đỉnh quá đi. Lại một cái tác nữa. Mình có tài năng đích thực. Có chuyện gì ngoài đó vậy? Hi. Hả? Cháu đến thăm em Mai ạ. Cậu không mang mỹ phẩm đấy chứ? Cháu ạ? Không, cháu đẹp tự nhiên mà. Cháu chỉ có bảng sơn này thôi. Cháu là fan của màu nước.
Tôi không biết. Dù đúng là mấy bức tranh kia nhìn tẻ nhạt quá, cũng cần màu sắc thật. Cho phép cậu đấy, vào đi. Anh đến rồi. Đã bảo sẽ được mà, có quà cho em nè. John á, khỏi, cảm ơn. Cứ chờ xem, nhìn này. Có gì em thích không? Wow, cho em. Cảm ơn anh nhiều. Để đến lúc điểm chút ánh hào quang cho phòng giam này, mình sẽ chấm cọ vào sơn và vẽ lên mí mắt tùy thích. Wow, hóa ra tuyệt cú mèo. Wow, amazing good job. Vẽ cho tớ nữa. Chưa biết được, tính phí nhé. Được, cầm đi. Ngồi im. Chắc chắn rất xinh luôn. Đến lượt tớ. Xếp hàng đi các quý cô. Ai trước? Ok cậu. Xinh lắm. Đẹp. Để thử kiểu khác coi sao. Phiu, cuối cùng cũng xong. May mà đống tiền này sẽ giúp mình hạ nhiệt. Phần mắt màu hồng này xinh xỉu luôn đấy. Buồn ngủ chết mất. Chuẩn bị sách vở để học thôi. Này, cứ tưởng gặp mơ chứ. Hài hương đấy. Nhìn cậu nhân nhàn lắm. Thôi kệ đi, tớ chả thèm quan tâm nữa. Mình phải giúp cô nàng thôi. Trong đây có gì cho cậu ấy dùng không ta? À hả? Dùng cái này được nè. Ồ, khổ thân chưa. Ê, dậy đi. Gì nữa vậy? Cho cậu mượn đấy. Keo hả? Wow, tốt bụng quá ha. Đổ ra đi. Ok, làm như tớ không biết keo ấy. Hả? Có chuyện gì thế này? Là mỹ phẩm à? Đây là kiểu to thuật gì vậy? Nè, dùng cọ đi. Trang điểm xíu đi cho giống người. Ok, nhưng tớ chưa hiểu lắm. Lấy một lọ keo rỗng, rửa thật sạch và bỏ nắp ra. Lấy một lọ kem nền bạn thích và đổ kem nền vào trong lọ. Khi làm xong, hãy đóng nắp lại. Thế là ta có kem nền khẩn cấp rồi. Ồ, tớ hiểu rồi, cảm ơn nha. Không có chi. Có sức sống lại rồi, cậu thấy sao? Đẹp. Trả cậu nè. Các nguyên tố này khó quá. Quá nhiều chữ viết tắt. Ôi, bụng mình cồn cào lên rồi. À mà, mình quên mất là mình có sô-cô-la. Tina, bỏ xuống ngay. Nhưng em đói lắm rồi cô. Dạ. Ồ, đừng lo Tina. Tôi có cái này để giúp chúng mình cầm cự đây. Cậu thích kẹo dẻo không á? Lấy kẹo có hình thù vui vui ra và dán băng dính vào đằng sau. Lột băng dính ra và dán vào dây buộc tóc. Chẳng ai biết được cái này là kẹo đâu. Giờ thì mỗi khi cậu thấy hơi đói là có kẹo dẻo liền rồi. Wow, tuyệt quá, cho tôi với. Cái này ghi cả tên lên rồi. Các em à, các em đang ăn tóc nhau đấy sao hả? Mình đang nhìn cái gì thế này? Chẳng khác gì khỉ cả. Tụi trẻ bây giờ lạ lùng thật. Mình đói quá trời luôn. Hóng đồ ăn quá đi mất thôi. Đây chẳng phải thứ mình mong đợi lắm. Rồi con sẽ thích món này ngay thôi. Khiến mày ghê chết được. Mình thích ăn đường vào buổi sáng cơ. Sô-cô-la sữa là nhất. Mẹ đứng đằng sau hả ta?
Cái này không tốt cho các cô gái trẻ đâu. An nhấn mạnh đi Naomi. Sao mà nuốt trôi đây trời ơi? Cứ như hồ dán giấy ấy. Cuộc đời đúng là bể khổ mà. Trừ khi đã đến lúc chơi trò lén lút rồi. Tìm một chậu cây nè. Rồi lấy chậu bên trong ra. Đặt cây xuống thế này. Và dùng dao đa năng để cắt phần đáy làm đôi. Tiếp theo cắt ra phần đáy của hộp bỏng ngô ra. Rồi dùng súng bắn keo để dính hoa lên. Nhớ cái chậu này không nè, cho kẹo vào trong. Và để cây lên trên. Đổ đất vào chỗ trống. Thế này thì chẳng ai phát hiện nổi. Nhân lúc mẹ không để ý, hãy lấy một chút đồ ngọt. Ăn cho nhanh vào. Mắt không thấy thì tim không đau đâu. Mẹ đang tới kìa. Ngon quá đi mất. Mẹ xem nè, con ăn đến mạch thôi mà. Tốt lắm con yêu. Ăn ngon nhé. Mẹ dễ bị lừa thật đấy. Thôi là ăn kẹo tiếp nào. Đúng là bữa sáng của nhà vô địch mà. Bạn có biết thủ thuật nào hay ho không? Nhớ chia sẻ video với bạn bè để nhăm nhăm suốt ngày nào. Bạn đã xem các video này chưa? Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ trò vui nào nha. Một ngày mới, một bức tranh mới. Vẽ thực ra cũng thật vui. Tớ sẽ vẽ với nhiều chất liệu khác nhau. Em đang làm gì đấy? Em dặm lại phấn thôi ạ? Không không không, bỏ đi cho thầy. Thật đã. Vâng, sao cũng được. Em vứt rồi đấy. Mấy cái quy định nực cười. Thầy còn chẳng muốn nhìn nữa kìa. Ít ra mình có thể dặm lại môi. Màu này hết nước chấm. Naomi, đủ rồi đấy. Em đang vứt nó đi thôi ạ. Thầy vui chưa? Xin lỗi. Mà chờ một chút, mình có thể dùng các chất liệu khác nhau. Để xem mình có thể nghĩ ra gì ở đây. Đồ dùng học tập nè. Vào việc thôi. Làm cái này bừa bộn hơn mình tưởng. Ok, thích ngôi sao nhỏ không nè? Nhưng chắc chắn là chưa xong đâu. Chỉ cần một xíu keo thôi nhé. Xong, giờ thì nó đóng vai trò như con dấu. Cho mặt mình. Phải làm cho đều chứ. Yes. Hả? Cậu hết giấy rồi sao? Hả? Không thể tin vào mắt mình. Dễ thương quá ha. Thế này chắc ổn đấy nhỉ? Mong là vậy. Chỗ này hay quá đi. Chào các em, nhìn hai em xinh quá đi. Chơi vui nhé. Em cảm ơn ạ. Hả? Dừng lại chút đi cô em. Thế này là sao? Quy định là quy định nhá. Nhưng mình vừa mới mua thôi mà. Chán như con rán ấy. Ê, nhìn bộ râu kia kìa. Tớ biết phải làm gì rồi. Mong là thành công. Kẹo ở trong túi, ý quên, trong dâu chứ. Dâu ria xùm xoàm, chẳng ai nghi ngờ gì đâu. Triển thôi. Chào anh trai ạ. Em không có đồ ăn ạ. Ê anh kia, đừng có nhìn bạn gái tôi thế chứ. Thế có định cho vào không đây? Được rồi, mời hai bạn vào. Cảm ơn cưng nha. Trông bộ râu của gã kia đẹp thật. À
Anh ta bị lừa rồi nhỉ? Thành công rồi, quẩy tới nóc thôi. Oh yeah, trong này nóng quá. Nhảy nhót robot. Phew. Tớ cần gì đó tăng lực mới được. Ăn gì rồi ta? Khám phá bộ râu của tớ đây này. Thôi chết, nóng quá, kẹo chảy hết rồi. Ew. Thôi tớ chịu, cậu ăn tất đi. Ngon dã man. Thôi kệ, mỗi người một gu. Ủa, có người đến rồi. Hình như cô ấy là một nhân vật quan trọng. Cho chúng em xin chữ ký đi ạ. Nơi này có vẻ an toàn, không phát hiện thấy mối nguy hiểm. Đỉnh ghê, cô ấy ngầu quá, tuyệt vời ông mặt trời. Có chuyện gì vậy, nhìn thấy mối nguy hiểm. Khoan khoan đã, từ từ, không nhanh nghĩ đâu. Mối đe dọa được xử lý xong. Mệt cả người. À, không tin nổi tôi phải bước qua cái người này. Cô ấy đâu rồi, mình muốn xin chữ ký. Cảm ơn các bạn đã đến, các bạn là tuyệt nhất. Xin gửi đến mỗi người một nụ hôn. À, hả? Thôi chết, son le mất rồi. Không đánh son nhột nhạt lắm. May mà mình đã có kế hoạch bí mật. Chỉ cần nhấc phần đầu của mic lên, mình giấu son môi trong này, dặm lại thôi. Quá ổn, chắc đủ rồi đó. Tiếp tục trình diễn nào. Chà, lại một ngày làm việc nữa. Mình sẽ không để bất cứ cục kẹo nào vượt qua đây. Mình rất nghiêm túc với công việc này. Cho tôi xem vé. Chúc xem vui vẻ. Vé đây ạ. Cảm ơn. Này, chờ chút đã. Có gì vậy ạ? Đó là kẹo sao? Đừng có mơ nhá cô gái. Chỗ này cấm kẹo nhá. Ra khỏi đây mau. Luật gì mà xàm ghê. Chào nhá. Tôi đến xem phim ạ. Anh ta có nhìn không? Đến lúc lên đồ rồi bà con ơi. Ừ, nhìn được phết. Làm mình thèm chảy nước miếng luôn. Mấy em marshmallow này rất là xinh xẻo luôn. Wow, nhìn kìa. Chào, lại là em đây. Và em không mang kẹo ạ. Cứ để tôi kiểm tra. Để xem phát nào. Từ từ. Chào anh. Kẹo kìa. Ra khỏi đây mau. Sao cơ, đùa nhau đó hả? Vẫn chưa xong đâu nhá. Thôi nào. Cứ tưởng sẽ thành công chứ. Phải có cách gì đó mà. Khoan, mình có ý tưởng rồi. Dùng cái băng đô đi. Chắc chắn sẽ thành công. Ý là cũng đáng thử mà. Có lẽ sẽ được đấy. Chào lần nữa ạ. Khoan, kẹo đâu rồi? Cô biết tôi sẽ tìm thấy mà nhở. Lần này không có kẹo đâu, em hứa luôn. Em không có dám nữa. Vậy đó hả? Để coi nào. Ờ, à, vâng. Mình không thấy gì cả. Đấy, em bảo rồi. Ok, có vẻ như mọi thứ đều ổn. Cô có thể vào. Thật đã, ý là cảm ơn. Em phắn luôn đây. Wow, không ngờ lại hiệu quả ấy. Không còn ai nữa rồi. Toàn mấy món mình thích thôi. Ờ, cậu làm gì thế? Tớ không thấy gì nghe. Bình thường mà, không như cậu nghĩ đâu. Là kẹo của tớ thôi. Nè, cho cậu một cái á. Gì? Tuyệt. Hay thế nhở? Cảm ơn. Đi xem phim mà không có kẹo thì chán lắm. Nhưng gặp ông bảo vệ hồi nãy thì cũng hơi mệt mỏi á. Cơ mà tớ lại thông minh hơn ông ấy. Được rồi, ai tiếp đây? Giang tay nào. Ôi trời, người ta kiểm tra khắp người kìa. Tụi mình phải làm gì với đống kẹo này bây giờ? Phải giấu kẹo đi thôi. Hey, tới cậu đây bro. Cậu đùa đấy à? Dám cầm kẹo thế kia. Ơ, phải, chờ một xíu. Hãy xem màn ảo thuật tuyệt vời này. Ta-da, kẹo đã biến mất. Và nó xuyên không sang bên kia. Wow, cậu làm thế nào mà hay vậy? Nhưng thôi được đây. Chúc buổi tối vui vẻ. Sao cậu có thể cho anh ta lấy kẹo của tớ chứ? Ừ, nhưng nhìn này, làm thế để anh ta không biết mình có hai thanh.
Kẹo ngon dã man con ngan. Dừng lại ngay. Gì kia? Cái này để thay cho quả cầu disco đấy mà. À, vâng. Vậy anh vào đi. À, sao cậu lại mang quả cầu disco tới làm chi? Ồ, không phải quả cầu disco đâu. Là thế này nè. Trước hết, tớ lấy một trái dưa hấu tròn to. Rồi tớ xịt sơn bạc ăn được lên quả. Tớ phủ đều luôn làm quả sáng lấp lánh. Sau đó tớ sẽ cần dùng tới các hình vuông giấy bạc để dính các hình vuông ấy trên vỏ thôi. Cũng phải dính toàn bộ quả luôn. Và ba la, dưa hấu disco mở ra. Có ai ăn dưa hấu không? Oh wow, mát quá. Phải có đủ nước nếu chúng ta muốn quẩy cả đêm chứ. Từ từ đã, cái gì kia? Tôi đến để thay quả cầu disco. Tôi là thợ sửa chữa. Nhưng nếu anh là thợ sửa chữa thì... Cái cướp này lạ thế. Mình thách tụi nhóc mang đồ trang điểm qua được mình hôm nay. Dừng bước đi cô nương. Nhưng chỉ là chút phấn thôi ạ. Đọc được không nào? Vâng. Nhìn đống trang sức trên người của cô kìa. Thú vị đấy. Mình có thể làm cho mỹ phẩm trông giống như trang sức. Dùng keo nóng để trang trí cho phấn phủ của bạn. Và bạn có thể dán bao nhiêu tùy thích. Rồi thêm keo nóng vào vòng tay và dán phấn phủ lên trên. Xong rồi nè. Em vào được không? Để cô xem đã nhé. Cô không nhìn thấy đồ trang điểm. Chà. Được rồi, em vào đi. Cảm ơn cô. Thành công mỹ mãn. Chấm chấm chút xíu cho đỡ mồ hôi. Biết tay mình. Biết tay mình. Nãy giờ mình làm thủ công rất trơn tru. Từ từ. Tớ thì tập trung nhiều hơn vào móng. Ước gì tớ đang ở salon. Quá trời màu sắc. Yay. Cũng sắp xong rồi đấy ạ. Tại sao? Cảm ơn. Mình yêu mùi tiền quá đi mất. Wow. Hả? Naomi đang làm gì ở đó vậy? Đưa đây cho cô. Dạ. Không trả chuốt. Thôi đưa đây mau lên. Trời. Ồ, thôi được. Đây ạ. Nhìn lưỡi dao đó kìa. Tớ mượn cái này một xíu nhé. Lấy cây giũa móng và dùng đục lỗ để đục một lỗ trên đó. Sau đó đến bước tiếp theo, bỏ phần nhựa ở đầu của dụng cụ ra, rồi đặt nó lên cây giũa móng. Giờ thì gài nó vào con dao. Thật đơn giản. Ok, chúng ta tiếp tục công việc thôi. Trông nó chẳng hề giống giũa móng tay. Hả? Nhưng còn cô giáo. Này. Hả? Naomi lại ngồi giũa móng tay hay sao vậy? Dừng lại ngay. Em cắt giấy thôi ạ. Thế thì được. Suýt thì lộ. Dừng lại đó đi. Em vào nha. Cô ơi. Anh không biết tôi là ai à? Từ từ. Tôi hả? Cô không mang đồ ăn chứ? Không ai được phép bảo tôi phải làm gì. Giờ anh nhận ra tôi chưa? Thì sao? Ảnh tôi cũng ở trên tường đây nhé. Vậy cô có mang đồ ăn không? Giơ tay lên. Để xem nào. Trông ổn đấy. I'm a bad guy. Thôi kệ anh. Cứ tưởng là sẽ không bao giờ đi qua được.
Bye bye tác giả nhé. Hả? Chờ chút đã. Đó không phải là ca sĩ nổi tiếng. À. Món ăn ưa thích của mình đây rồi. Mình nghỉ mà quá luôn. Làm sao mình giấu được đống này? Mình chẳng có đủ túi. Làm sao mà qua được nhân viên an ninh đây? Thôi mình toi đời chắc luôn. À mà quên bén mất mình có túi quần. Dừng lại. Cậu không mang theo đồ ăn chứ? Để tôi xem đã. Cái gì đây? Quần cuộn quá nhỉ? Thôi được rồi. Giờ thì cô vui chưa? Bắt được tôi rồi đấy. Giờ mình phải làm gì đây? Chà, có lẽ đó chính là đáp án. Lấy một chiếc bát cỡ vừa, đổ kẹo vào đó và nhét vào trong quần thôi. Từ từ, xem cậu đang giấu giếm gì nào. Không có gì hả? Cảm ơn. Wow, còn to hơn cả của mình nữa. Thành công rồi, đúng là cái kết có hậu nhỉ. Hả? Ôi mẹ ơi. Ái chà. Đi nào. Cha đang ấy. Ai ăn sô-cô-la không? Đây chính là đêm tuyệt nhất. Giơ tay lên. Ổn đấy, tiếp theo. Chú em nghĩ mình đang làm gì đấy? Không mang đồ ăn nhé. Thôi mà anh ơi. Phải làm sao đây? Đi bơi hay ăn bim bim? Thôi được rồi, đi về cho lành. Wow, ông này bị sao đấy? Mình cũng đâu được mang snack vào nhỏ. Hay là dùng mỹ nhân kế? Hoặc mình có thể tận dụng cái phao đấy. Thế nào cũng thành công cho xem. Lật ngửa cái phao bơi lên nè. Tiếp theo, bạn sẽ cần chút keo và thanh kẹo yêu thích đấy. Dán thanh kẹo vào phao bằng băng keo nè. Hơi bị nuột nhở. Diễn nào cả nhà, anh ấy chẳng biết đâu. Dừng lại đó nào cô em. Anh phải soát đồ ăn một chút. Mong là hiệu quả. Nếu có đồ ăn thì anh đây sẽ tìm được. Trời ơi, sao tự nhiên lại nóng thế nhở? Dẹp nhá, anh không chấp nhận. Phải cắt cái ghim áo đấy đi ngay. Này ạ. Dạ vâng. Nhìn này gái, là burger mà. Anh thấy bực rồi đó nha. Là ghim thôi mà anh. Ghim đồ ăn nhé, tạm biệt nó đi. Giờ gái vào được rồi. Wow, làm gì mà căng thế. Đi mất rồi. Nhìn cưng ghê, cho anh xin nha gái. Thành công rồi. Hôm nay vừa được bơi, vừa được ăn đồ ngon nè. Ăn cái nào trước ta? Vì bạn xứng đáng mà lị. Mình không muốn chia đâu. Miễn là các trò cộng phần này vào trước, em sẽ... Này! Nào các em, phần này rất quan trọng đấy. Tập trung vào. Này! Sao mấy đứa này không chịu nghe? Lúc nào cũng cười cợt, cười ngoác miệng ra kìa. Nhe cái răng ra như ngớ ngẩn. Mình không thể chịu được nữa. Đủ rồi. Hay đấy, chịu tập trung rồi đó hả? Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhìn thấy đau ghê đó. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nhức quá. Khổ thân thầy. Hay chúng mình giúp đi. Có lần tớ thấy mẹo này trên TikTok. Thầy ơi, để em giúp nhé. Thầy đưa tay đây. Đâm có vẻ khá sâu nhỉ. Nhưng chút keo sẽ có tác dụng. Giờ chúng ta chỉ cần chờ cho khô thôi. Sẵn sàng chưa?
bóc ra thật gọn là được. Đó. Rất chi lớn tượng đấy, em xứng đáng nhận cúp luôn. Đây. Tôi thắng rồi, xem nè. Xuất sắc Sunny ơi. Phù, mình đi học vừa kịp giờ, cứ tưởng trễ rồi cơ. Khoan. Cứ từ từ. Em có mang đồ trang điểm không đấy? Nhà trường cấm rồi em ạ. Em đâu có mang ạ. Em chả hiểu thầy đang nói gì luôn. Không à? Trong ba lô em có gì thế? Đâu có gì ạ? Toàn sách thôi thầy. Khoan, cái gì thế? Thầy thất vọng quá lý gì? Đưa cho thầy. Em không đưa đâu. Vâng, thầy lấy đi. Còn nữa mà, em rất là buồn luôn đó ạ. Hết mất rồi, không còn đâu thầy. Thầy lấy hết rồi ạ. Có gì rơi hả ta? Không, chả có gì ở đây đâu. Wow, thái độ quá. Không ngờ thầy lại thu hết đồ make up của mình. Nhưng mình vẫn còn một món này, thầy phải kiểm tra kỹ hơn cơ. Giày của mình có một điều bí mật nho nhỏ, một ngăn ẩn để đựng đồ trang điểm. Đó chính là son dưỡng của mình. Thích món này lắm luôn. Mình sẽ dùng cọ để thoa son. Chỉ cần đánh vài đường là môi mình xinh hẳn. Màu này đỉnh quá à. Đúng thứ mình cần rồi. Một ngày mới, một bức tranh mới. Vẽ thực ra cũng thật vui. Tớ sẽ vẽ với nhiều chất liệu khác nhau. Hả? Em đang làm gì đấy? Em dặm lại phấn thôi ạ? Không, không, không. Bỏ đi cho thầy. Thật đã. Vâng. Sao cũng được. Em vứt rồi đấy. Mấy cái quy định nực cười. Thầy còn chẳng buồn nhìn nữa kìa. Ít ra mình có thể dặm lại môi. Màu này hết nước chấm. Naomi, đủ rồi đấy. Em đang vứt nó đi thôi ạ. Thầy vui chưa? Xin lỗi. Mà chờ một chút, mình có thể dùng các chất liệu khác nhau. Để xem mình có thể nghĩ ra gì ở đây. Đồ dùng học tập nè. Vào việc thôi. Làm cái này bừa bộn hơn mình tưởng. Ok, thích ngôi sao nhỏ không nè? Nhưng chắc chắn là chưa xong đâu. Chỉ cần một xíu keo thôi nhé. Xong, giờ thì nó đóng vai trò như con dấu cho mặt mình. Phải làm cho đều chứ. Yes. Hả? Cậu ấy hết giấy rồi sao? Hả? Không thể tin vào mắt mình. Dễ thương quá ha. Biết điều gì làm tiết học thú vị hơn không cả nhà yêu? Ê gái, ăn không? Thầy không để ý đâu. Nói suốt thế kia mà. Này các em, thầy đang tới kìa. Giải chân lên gái ơi. Em chào thầy. Thầy đừng lấy kẹo của em mà. Chán thật đấy. Đừng lo. Ê Sophia, tớ không muốn mạo hiểm nữa đâu. Sophia này. Thật à, tớ không muốn vào sổ đầu bài đâu. Thế thì tớ ăn hết. Phải tập trung nào. Khoan đã, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Tôi có ý hay cực nè. Bắt đầu với lọ bút chì thế này nhé. Rồi vẽ theo đáy. Đến lúc cắt nó ra rồi. Bơm keo nóng vào giữa hình tròn. Kiểu zig zag là đỉnh nhất đó. Sau đó dính bút chì lên. Hoàn hảo. Giờ đến lọ bút chì nè. Một khi đã đổ kẹo vào trong thì bỏ bút chì lên trên nè. Đây. Cậu muốn thử trước không? Tớ thích xanh dương lắm. Che đi trước khi thầy thấy. Tụi mình giỏi ăn vụng ha.
giờ đến vòng 2 nè. Trận đấu đỉnh thật. Mình phải lấy đồ ra khỏi tủ. Mùi gì lạ lùng vậy? Phải nhét cả quả bóng này nữa. Sao không vừa vậy ta? Úi, bình tĩnh nào. Vào trong đi. Ồ, chào ông bạn. Tiếp tục đi. Vậy mới là giống chứ. Này, tụi mình chơi cháy nhở? Hình như tụi mình là bạn thân nhỉ? Lạ thế. Úi, lỗi của tớ. Xử họ đi. Tiền của mình, cất vào tủ cho an toàn. Đúng rồi, cẩn thận vẫn hơn. Hẹn gặp lại cậu nha. Úi, đáng đời nhà ngươi. Lạ ghê, mà thôi, giờ đi nhé. Cậu khỏe ghê. Cậu vừa cứu tớ kìa. Suýt thì đi đời nha. Không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa được. Nhạc cháy quá ngay. Và Bim Bim cũng ngon. Trời mưa rồi, chạy mau. Nhanh nào, tớ ướt sũng mất. Len này tốt quá. Suýt thì ướt hết rồi. Ok, tớ có đoạn rap mới này nè, nghe nhé. Có chuyện gì vậy hả? Ok, nghe thử này. Tớ là Mark Matthew đang rap. Này, im lại coi. Thật là trời. Cái khăn này sẽ xinh lắm cho coi. Bài tắt máy trợ thính đi là được chứ gì? Đây là thư viện chứ không phải club nhá. Không được mở nhạc ồn ào ở đây. Đi dùm. Con cháu trai này thì tôi sẽ theo dõi đấy. Đồ trẻ trâu, bó tay luôn. Chỗ này chá đỏ mấy. Úi, chà, ai mà ngờ chứ. Biết rồi. Dùng tai nghe đi. Sao lúc nào cũng thế nhỉ? Bực bội thật sự. Tay trái màu vàng. Tớ không đủ dẻo để chơi cho này. Gỡ tới sáng mất. Biết rồi. Giúp cháu với. Cháu không gỡ rối được. Mấy cháu rảnh quá xinh người à. Wow. Cháu cảm ơn. Ngưỡng mộ bà ghê. Giờ nghe nhạc của mình được rồi. Sẽ chẳng ai biết cả. Oh yeah, bạn ơi, cháy tới nóc nào. La 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 la. Nghe như mèo kêu thế nhỉ. Ok, đến lúc về rồi. Mình sẽ bỏ nó lại vào túi. Tớ từ từ đã cháu trai. Đưa đây cho bà. Để bà cho cháu xem mẹo này. Duỗi cái dây ra. Rồi quẩy nè. Hãy cuốn dây quanh ngón tay. Như là đan len vậy. Thế là dây hết rối rồi. Wow, xịn quá bà ơi. Tuyệt, woohoo. Cháu cảm ơn. Mong là hông mình chịu nổi. Váy này dễ thương quá. Ew, ghê quá. Gì? Mặt cậu bóng nhờn kìa. Ôi, xấu hổ trên đi được. Phải dặm lại vấn thôi. Thì cả xịn xà là nhân đá. Ánh vấn rất tốt luôn. Mặt mình sẽ hết bóng nhờn ngay. Phủi vấn thừa đi đã. Sao mà quá trễ vấn vậy? Còn lâu không vậy? Thêm lần nữa. Phấn phủi hết dầu nhờn chứ vậy. Dù sao cũng thấy dễ chịu ghê. Phải đánh cả mũi nữa nè. Xong rồi, cậu thấy ổn hơn chưa? Cũng được. Cậu ấy cần soi gương gấp. Không cần mồ hôi. Kẹo bông nè. Tuyệt, cảm ơn nhé. Sẽ ngon lắm cho mà xem. Đã cái nư ghê. Thân thiện quá. Quá
là đỉnh luôn. Ồ, mình có ý này. Mình sẽ lấy kẹo bông ra khỏi que. Ồ, màu này hợp với mình ghê. Bóp nhỏ nó lại nè và nhúng vào nước ngọt. Thế nào vì cũng đỉnh lắm cho xem. Wow, ngọt xỉu luôn. Mê tít luôn. Lớp này đỉnh quá đi. DJ Quẩy nhảy sung hết sức. Mình cần nghỉ một chút. Cho tôi một ly Sprite. Có ngay đây thưa cô. Bài hát này hay quá. Ôi trời, sao mình dính lên ly rồi. Giờ thì mình sẽ phải dặm lại. May là mình luôn mang theo son. Xin chào, tôi có thể giúp gì không? Một tấm canvas trống. Đã đến lúc để mình tỏa sáng rồi. Không phải bị khen chứ màu này đẹp tuyệt. Mình nghĩ phải cần thêm nữa để chắc chắn. Hey, chào cậu. Son dính trên răng cậu kìa. Ôi trời ơi, xấu hổ quá. Son dính đầy răng cô ấy. Chẳng có gì thích hơn một tô mì ú. Sao mà người ta lại làm sợi mì dài thế nhỉ? Chị mê kiểu tóc này lắm cơ nha. Rất son và bồng bềnh đấy. Em giỏi thật. Tiếp theo nào. Lâu rồi mới gặp nhé Joey. Cậu định làm kiểu nào vậy? Chắc là tỉa đi một tí thôi. Lộn xộn thế không biết. Cắn tiếp đi, không lại rơi mất. Sắp hôm bây giờ đây. Bực quá đi. À, biết rồi. Chuẩn luôn. Tóc của cậu sẽ mốt lắm cho xem. Phiên bản mới của Joey đến đây. Cắn một cái là ngon lành canh đào. Sao tớ thấy hơi thiếu thiếu đằng sau ấy nhỉ? Cứ tin tưởng tớ đi. Tạm biệt mấy sợi này nào. Woohoo! Không, dài quá. Tớ cắt tiếp đây. Vẫn chưa đủ ngắn nữa. Mẹo này đỉnh của Chop quá đi. Không phải húp nữa rồi. Cặm cuối rồi nè. Cậu thấy sao nè? Ba mà ơi. Là tớ mà, tên Hâm. Tớ trông như soái ca ấy. Cảm ơn nha. Trời ơi, mình no lắm rồi. Không nuốt nổi nữa đâu. Tiệm mình hôm nay bẩn thật. Làm nghề này chẳng nhàn tí nào. Miệng mình cần chút năng lượng. Tốt hơn rồi đấy. Nhìn những chiếc răng này này. Mình phải đảm bảo là chúng sáng bóng. Đây là bánh mì của bữa sáng sao? Mình sẽ lấy nó ra. Đừng lo. Tốt rồi. Ôi trời. À, mình nghĩ kẹo cao su mắc vào răng rồi. À, liền răng ngu ngốc. Chuyện này luôn xảy ra với mình. Này, cẩn thận chút coi nào. Đừng, đừng. Được rồi. Sẵn sàng và chén. Trời ơi. Chỗ này ổn áp đó. Ấm cúng quá ta. Đến lúc xỉa răng rồi. Nào. Gia đình mình xinh dễ sợ. Cái gì vậy trời? Cậu muốn chọc tôi à? Này nha, tôi chẳng chuyển đi nữa đâu. Khiếm, gãy cả tăm luôn. Món này ngon thật. Dùng chỉ mới được. Cái này lúc nào cũng hiệu quả. Trò này vui quá. Hình như mình đang thắng ý. Xong, răng mình lại đẹp rồi. Cậu dính ngô trong răng kìa. Đợi chờ chút. Bực mình quá đi.
giá gì cũng phải lấy nó ra. Có phải? À, thế nào cũng hiệu quả. Anh nhìn thấy con bé chưa? Mình ở đâu đây? Bố mẹ kìa, đúng là bố mẹ rồi. Đúng là một kết cục đầy ngô nhỉ. Kevin hẹn mình đi chơi. Mình phải sửa soạn thôi. Đây là màu mình cần. Và dĩ nhiên là cả nước hoa nữa. Mùi thơm thật. Ôi không, giờ thì chỉ còn một việc nữa thôi. Và mình không có sự lựa chọn. Kẻ mất, kẻ thù truyền kiếp của mình. Được rồi, có lẽ lần này sẽ đều và đẹp. Tuyệt, bên này hoàn hảo luôn. Nhưng giờ mình phải kẻ bên mắt khó hơn. Sợ chưa nào? Không vui đâu nha. Vui mà, nhất là vẻ mặt của cậu. Đủ rồi nhá. Nếu không cậu sẽ lãnh đủ đấy. Được rồi, vẽ lại thôi. Đến lúc mình để phô diễn kỹ năng rồi. Catwalk mà đi thẳng thì rất đơn giản. Bụi đâu lắm thế nhỉ? Mình đang làm rất tốt. Mình ngã mất. Cậu giỡn mặt mình đấy à? Chua lẹ. Này, tớ nghĩ đã đến lúc phải đi rồi đấy. Phải xem mình trông thế nào đã. Kêu, cái gì đây? Này, chào, tôi bị kẹt trong răng của cậu. Ôi không, thế này thì còn gì về đẹp trai nữa. Mình phải lấy nó ra thôi. Cái tăm này sẽ được đấy. Không, đi chỗ khác đi. Tôi ngồi ấm chỗ rồi. Đã nói là hãy để tôi yên mà. Đủ rồi đấy. Cú này sẽ dạy cho con một bài học. Bây giờ muốn chơi phải không? Và cây cọ trang điểm này sẽ giúp mình chiến thắng. Đợi đã. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Oh yeah, cực kỳ hiệu quả. Xong, đẹp trai ngây ngây, sẵn sàng đi chơi. Này Ellie, nhìn kìa. Tớ không có keo khô mà medicine. Không, nhìn bên trong cơ. Keo của cậu màu đỏ, còn của tớ trong suốt thôi à? Không Ellie, nhìn đi. Không phải keo đâu. Tớ kéo ra được quá trời nè. Giãn giãn vậy vui thế. Hay thật, ước gì ta cũng có slime để chơi. Cậu có thể kéo nó thành mỏng dính luôn nè. Mau ăn thôi. Không ăn slime mà. Ngon lắm đó. Đừng ăn cái đó nữa, medicine ngộ độc đấy. Đừng lo Ellie, không phải slime đâu. Nhìn này, tớ mới lấy keo khô và bỏ hết phần keo đi. Hoàn hảo, giờ không còn keo nữa rồi. Và kẹo dẻo gấu xuất hiện đây. Chỉ dùng máy sấy để làm chảy thôi. Chúng dính quá trời kìa. Vui thật đó. Được rồi, giờ ta chuyển qua bước kế tiếp nhé. Tớ cần keo khô và kẹo dẻo chảy hồi nãy. Đổ kẹo vào nào. Một cục to đùng luôn. Đổ đầy tràn luôn nhé. Xong rồi, giờ tới cái nắp. Trông y như keo khô bình thường luôn. Nhìn này medicine, tớ tự làm nè. Nhìn kẹo dẻo kéo căng ra này.
xem tớ bóp nó nè. Đến giờ ăn rồi. Này, đập chúng vào nhau đi. Mình có thể kéo nó ra ngoài luôn đó. Cắn thêm miếng nè. Các em đang làm gì vậy? Không có gì ạ, chỉ là keo thôi thầy. Keo? Nhìn chả giống keo gì hết vậy. Vừa kịp lúc đến lớp luôn. Thế mà cậu còn nhớ mang theo bạn nữa hả? Cậu ấy nói gì vậy trời? Mụn chín rồi kìa cái ơi. Hả? Nhìn thấy ghê quá. Ôi không, sao mà to như cái bánh xe bò thế này? Mình phải bôi thật nhiều kem nền lên mới được. Đó là mỹ phẩm hả? Cô ơi! Im đi! Tôi đang cần cái này mà. Làm ơn im đi mà. Dừng lại. Om sòm cái gì thế hả? Rồi ạ. Cục mụn này đâu đến nỗi quá tệ nhỉ? Ai tiếp nào? Em biết ạ. Không có ai à? Em cô ơi! Được rồi, lên bảng đi. Con bé đó làm sao ấy nhở? Khoan, Mị biết rồi. Muốn giấu kem nền phải không bà con? Bạn chỉ cần nắp của gọt bút chì thôi. Rồi, đổ kem nền vào đó. Rồi lấy cây keo khô, mở nắp ra nè, và dùng dao để khoét keo khô ra. Khi cây này đã sạch, hãy nhét mút tán bạn hay dùng vào. Đúng chuẩn thứ mình cần rồi. Tạm biệt cục mụn xấu xí. Phải nhanh mới được. Mong là che được hết. Thành công rồi. Đó, nuốt đùn nuột. Nhìn cái gì mà nhìn? Cục mụn của cậu đâu rồi? Cậu chỉ khéo tưởng tượng thôi. Nhưng cậu mới có. Mà mỹ phẩm của cậu đâu rồi? Chắc mình phải cắt kinh mới thôi. Có một mẹo cực đỉnh để chế biến món chân gà hoàn mỹ đó. Thêm một tí tiêu nồng vào nè. Một chút nữa là xong. Tôi đến đây để nhuộm da. Gấp dùm cái nào. Vâng ạ, em biết quý khách thích kiểu nào mà. Làm nhanh đi. Chuẩn bị là một công đoạn quan trọng đó. Xong rồi đây. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Đây. Khăn gấp kiểu con gà hoàn hảo. Chuẩn rồi đó. Khó thế không biết. Khi nào nêm nếm xong xuôi thì phải chà chà, để gà được thấm gia vị đó. Thèm chén cưng quá đi. Tí gặp nha. Nhiệt độ này hoàn hảo quá. Mình mà vàng một tí là đẹp trai lắm. Wow, sắp được nướng vừa tới rồi. Màu vàng nâu này quá đỉnh luôn. Ngon quá đê. Xong rồi nè. Mùi cũng ra gì phết. Một màu vàng nâu tuyệt đẹp luôn. Ái chà chà, không khí ngoài đây dễ chịu ghê. Quên mất, phải nướng thêm một em nữa. Chuẩn bị lên đĩa nào đôi gà thân yêu ơi. Hình như cậu ở trong lò nướng nãy giờ nhỉ. Nướng vui nha, tớ ở đây đợi cậu nè. Chắc sẽ nhanh đây. Và vào lò nướng nào đôi gà ơi. Thật vui vì tụi mình đi chơi. Vui thật đấy. Hello, chào mừng đến với bữa tiệc. Quẩy đến sáng nha. Khoan đã, tớ có hộp màu cam này không? Gì vậy trời? Ra khỏi đi ông ơi, có ai mời ông đâu. Hãy xem đây, đây là khu của tụi này. Tớ có thể ăn bim bim hàng ngày ý. Nghĩa luôn chứ đùa. Trông cũng ngon đấy. Siêu ngon luôn. Ước gì mình cũng được ăn nhỉ. Mong là sơn móng tay khô nhanh. Nhìn đáng yêu quá. Mà mình đói dã man rồi. Hả? Cậu ăn không này? Có tay sơn của tớ sẽ hỏng mất. Thật hả? Mình có trò này. Cậu làm gì thế? Nào đưa đây. Cậu phải nhanh tay hơn chứ. Cậu quá đáng ghê Matthew.
Ngon lắm nha. Đã cái nữa ghê. Thôi đi Matthew, phải có cách gì đó để ăn bim bim chứ nhỉ. Biết rồi, cậu làm trò gì đấy? Xem nè, cứu tôi. Tớ bị bắt rồi. Thế tớ thông minh không? Wow, ấn tượng đấy. Ăn nữa không? Tớ ăn bằng tay thôi. Chán dã man khủng khiếp. Gì kia? Ghê quá. Cô sẽ phạt các em làm kiểm tra đột xuất. Ta đã. Cầm phấn nhiều khô hết cả tay. Đáng thương quá đi. Chả, mình có kem dưỡng tay mà. Có đạo đức giả quá không nhở? À, chuẩn. Phản đối. Cô giáo dùng kem dưỡng của mình sao? Ôi không, không ổn chút nào rồi. Thật đáng xấu hổ, cô phải bị trừng phạt. Làm ơn, cô chỉ là con người thôi. Không đáng mạo hiểm một tí nào cả. Nhưng mình có thể dùng lén mà. Sao chưa bao giờ mình nghĩ đến cách này nhở? Lấy một chai hồ. Đổ hết hồ bên trong ra. Có ai để ý không thế? Giờ thì đến thành phần bí mật đây. Kem dưỡng tay tình cờ trông cực giống hồ luôn. Và xong nè. Mẹo này thông minh quá. Tay mình sẽ không còn khô nữa. Thích ghê. Bella, cô bôi hồ lên tay kìa. Mềm mại ghê. Tiếp tục vòng 2 nào. Cô bị mất trí rồi hay sao vậy? Không có gì để nhìn đâu mấy em. Được chứ, tự mình đi xem phim đi. Được. Wow, thời khắc đã đến. Bước tới đây đi. Cái gì thế? Trời, lại thế nữa. Buông giày tôi ra đi. Đã bảo là buông ra. Cậu làm từ keo siêu dính hay gì hả? Thôi, tôi đang vội. Tới lớp học hóa luôn đi. Chính siêu ấy mấy. Hồi hộp khá nè. Không tài nào tập trung nổi. Cậu ở dưới thế nào? Hướng dẫn thật đó. Mình cứ không ngừng nghĩ về bãi kẹo núm mốc này. Cậu nhất định phải ngay đó hả? Không biết ai là rất nhân nhị. Liệu tôi còn có quyền riêng tư không vậy? Cho hết kẹo vào hộp nào. Cô thấy vui chưa cô? Rất là vui. Tiếp. Lê lê lê. Khoa nào. Không mang kẹo vào trong lớp nhá. Thật luôn ạ, em cứ tưởng cô đùa. Cô chọc em phải không cô? Đây, cô nghe đi. Cô không muốn đâu. Nhưng, ok, lần này thôi nhé. Hay à nha, rất là được. Em biết cô sẽ thích mà. Ok, em vào nha cô. Hay đấy, nhưng không được đâu. Không, kẹo. Em không muốn vứt kẹo đi đâu. Mình từng mê tít bài này á. Nhưng giờ cô làm hỏng nó luôn. Chờ chút nào. Mình có ý tưởng. Làm nóng chảy kẹo mút cái đã. Tiếp theo mình sẽ cần cái xi lanh này. Hút keo lỏng vào xi lanh nhé. Phải làm thật nhanh á, đừng để nó cứng lại. Giờ mình cần cái hộp AirPods của mình. Mình sẽ cho kẹo vào trong hộp. Cái xi lanh khiến bước này cực kỳ dễ dàng. Giờ đến bên kia này. Ok la rồi. Mình sẽ đóng cái hộp vào và đợi kẹo cứng lại. Mong là ổn áp. Mình sẽ đặt kẹo AirPods vào tai. Mình phải làm nó giống thật hơn. May mà mình nhảy hơi bị giỏi. Ôi trời, thằng bé vẫn nhảy kìa. Cô ơi, không có kẹo ạ. Em vào được rồi đó. Da da du. Phew, làm được rồi. Siêu ngon lành luôn. Bóng bay trên không trung và Jared đã bắt được. Tuyệt. Hả? Gì đấy? Mình quên làm bài tập mất rồi. Chán như con dán. Phải bắt đầu luôn thôi. Hoặc mình có thể ăn kẹo. Quyết định này khó khăn thật đấy. Ngon lành cánh hồng luôn. Mình thích kẹo lắm. Wow, nhìn kìa. Siêu siêu nghệ luôn. Mình sẽ di chuyển mấy cục kẹo để tạo ra một bức tranh. Nó làm mình nảy ra một ý. Mình sẽ xếp kẹo trên khung toan. Rồi mình sẽ dùng màu khác, làm một hình tam giác và thêm kẹo vào trong. Tiếp theo là thêm các chi tiết, là kẹo dưa hấu á.
Tác phẩm này quá đỉnh. Mình phải đến trường thôi. Đừng di chuyển, nếu có kẹo thì thầy sẽ tìm thấy. Hả? Chuyện gì thế này? Thôi nào, mình không muốn bị trễ đâu. Cậu cũng vẽ dưa hấu à? Kẹo sao? Bắt được rồi. Cứ tưởng là qua rồi chứ. Vào lớp ngay cho thầy. Vụ này sẽ khó nhằn đây. Em chưa từng nghĩ đến vụ mang kẹo vào lớp bao giờ ạ. Ok. Sao khó tin thế nhở? Thầy cứ quét đi ạ. Em chả có gì để giấu hết. Ok, em ổn đấy. Hiệu quả rồi, ý là cảm ơn. Không ngờ là thầy lại tìm được kẹo của mình. Đã vào lớp an toàn, đến lúc ăn kẹo rồi. Nộp bài nào các em? Này, của em à cô? Đến lúc chấm điểm rồi. Cứ tưởng mình sắp được ăn món kẹo ngọt ngào rồi chứ. Tuyệt lắm cả lớp, cô rất tự hào về các em. Nhưng chỉ có một bạn đứng nhất thôi. Khó thật đấy. Cơ mà cô thích bài của Jared nhất. Chúc mừng. Hả? Thật ạ? Em sao? Em, lên đây nào. Wow, tuyệt quá cô ơi. Em muốn cảm ơn ba mẹ và đương nhiên là... Khoan, có cả cúp. Wow, hoa nữa. Thích quá đi, tuyệt lắm luôn Jared ơi. Em cảm ơn cô nhiều. Wow, cô chả biết gì về vẽ vời cả. Cậu ghen tị thôi chứ gì. Chúc may mắn lần sau nhá. Mình xứng đáng được ăn một miếng á. Đây chính là nghệ thuật của mình. Đúng là tuyệt phẩm. Wow, nhìn tất cả những thứ này nè. Tối nay có party đó. Và xem ra ai cũng đừng mời. Chắc chắn mình phải đi mới được. Nên xin lại đồ trang điểm thôi. Nhột quá. Nên dặm thêm vấn mắt. Đẹp rồi đấy. Xong, mình đến đây. Trong này còn gì không nhỉ? Nhanh nào. Có một miếng. Bánh xinh đẹp ơi. Và của mình tan. Để nhúng sữa chút nào. Quan đã. Từ thì sẵn sàng. Chuẩn nặn thôi. Wow, sữa thơm mát quá. Lặn xuống. Sảng khoái quá. Cảm giác khỏe cả người. Ôi thôi, làm gì bây giờ? Mình không muốn thò tay vào. Thôi lấy cái bánh khác vậy. Bánh quy chấm sữa là ngon nhất. Mớ tóc dài này hơi bị phiền không đấy nhá. Không khí nữa nè, khí nóng đó nha. Thôi thôi, thế là đủ rồi. Đã bảo là đủ rồi mà. Trời. Ôi trời ơi, tóc mình như cái bờm sư tử ấy. Mình phải chải tóc cho thật mượt mới được. Rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao có phải rối tung thế này mới được vậy trời? Tóc phải rối mới xinh đã cưng ai. Đừng chạm vào tôi đi. Tôi chỉ muốn có mái tóc suôn mượt thôi. Ôi trời, cả mái tóc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Coi như quả lưu niệm cho tôi nha. Ê, ghê quá. Dùng cả mình ấy. Phải cỡ tóc ra. Được lại sạch sẽ rồi. Vừa có mái tóc rực rỡ thật đó em đi ơi. Chuẩn. Chà, cảm ơn vì đã giúp nhé được. Phải đi khoe mái tóc bừng bềnh này thôi. Để xem cô gái này có mang mỹ phẩm vào lớp không nào. Biết ngay mà. Bút xóa. Cái này cho em giữ. Nhưng sơn móng tay thì cấm tiệt nghe chưa. Nào nào, mời em đi cho. Cô quá đáng thế. Mà khoan đã, mình nghĩ ra một ý cực hay luôn. Chuẩn, chắc chắn là sẽ hiệu quả cho xem. Ok, mình sẽ mở bút xóa ra. Rồi đổ hết mực vào cái bát này. Đặt sang một bên nè. Và giờ thì đến lượt em sơn móng tay. Mình sẽ từ từ đổ sơn vào trong lọ bút xóa. Thấy không cả nhà, màu hường dễ thương ghê.
Thế này chắc đủ rồi nè. Giờ mình sẽ đóng nắp của bút xóa lại. Đó, đã xong. Còn lâu cô mới phát hiện ra. Alo, học đến đâu rồi? Tận dụng cơ hội thôi. Sơn móng tay xinh xẻo nào. Chuẩn, màu này quá xá cute luôn. Wow, ở đâu ra vậy gái? Tớ lén mang vào á. Mùi gì thế nhở các em? Là bút xóa thôi cô ạ. Xem bố có gì này. Rau xanh ngon và mát đây. Và một xô gà chiên siêu bự. Bố sẽ thưởng thức bữa ăn này. Thơm ngào ngạt. Hả? Sao thế con? Mình cần nói chuyện. Bố ăn gà, còn con phải ăn cái này. Này, bố không tạo ra quy tắc. Đây này, xem biểu đồ đi. Con có thấy gà chiên ở trên đó không? Ồ, chán chốt. Đúng rồi, chúng ta hãy chơi một trò chơi. Khoan, ý con là... Ok, bố thích thử thách đấy chứ. Nếu con thắng, mình đổi thức ăn. Bố thích cả cược đấy. Chơi luôn. Bố có kem đây. Con sẽ phải hối hận cho mà xem. Yeah yeah, sao cũng được. Ok, xong rồi đấy. Vào này, hồi hộp muốn rớt tim. Mình có linh cảm tốt về lần này. Phủ, không có gì. May mắn của người mới thôi. Đến lượt bố, chắc chắn sẽ chẳng có gì đâu. Không. Yay, con thắng. Woohoo. Không công bằng gì cả. Lúc nào bố cũng nói thế. Giao nộp gà cho con đi. Thế này mới đã chứ. Bố nói đúng, gà này thơm nức mũi luôn. Này, đợi đã. Mình chơi thêm một vòng đi. Thôi khỏi ạ. Thôi thì cũng đáng thử. Mình ghét ăn rau mà. Không, không. Madison, con lại rơi khỏi giường đấy à? Sao con bé vẫn ngủ được cơ chứ? Lên đây này. May mà mình đã nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Cái này sẽ giữ con bé nằm yên và không còn rơi xuống nữa. Hả? Sao con bé làm được? Đêm nào cũng như đêm nào. Nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đặt phao ống tập bơi dọc theo mép của khung giường. Mình đã cắt một đường theo chiều dọc nên gài vào rất dễ. Khi Madison lăn sang đây, xốp sẽ giống như tấm cản vậy. Con bé sẽ không rơi xuống nữa. May quá, có tác dụng rồi. Mình phải khẽ tiếng mới được. Được rồi, chả chắc chắn sẽ ngon đây. Trong lúc chờ thì ăn một xíu. Anh David. Gì? Em cũng muốn có đồ uống. Nhưng mà... được chứ. Trong này có bột pha sô cô la nóng nè. Mom, kẹo ngon hết chảy luôn. Yeah, lấy cái này xuống đi. Ủa, gì vậy trời? Em ăn hết kẹo hả? Nào nào, đưa ngay cái kẹo đó cho anh. Nói thật đấy. Đưa đây ngay vào luôn, có nghe không hả? Anh mày không đùa đâu. Anh bực mày lắm luôn đấy. Nhưng mà kẹo. Rồi, thích kẹo thế thì anh trả này. Thôi nín đi. Yay, cảm ơn David. Hay quá, thế là mình chả còn một cái kẹo nào. Ok, không nhìn thấy con bé, lẻn vào nhanh thôi nào. Mình sẽ lấy gói kẹo xô dẻo mà mình cất ở đây bấy lâu nay. Yes, ăn một miếng kẹo là vui cả ngày, tuyệt vời ông mà trời. Anh David, cho em ăn kẹo xô dẻo mới, đi mà. Thôi cầm luôn cả gói đi. Nhỏ cầm rồi, nhưng đó lại nằm trong kế hoạch của mình. Vì trong khi con bé mải ăn kẹo, mình còn có thể ăn vụng theo phong cách đẳng cấp. Mình đã lấy một tuýp kem đánh răng và bóp hết kem ra. Chào bạc hà kìa. Ok, tiếp đã rỗng rồi, hãy cất kem đánh răng đi nhé. Và thì chuẩn bị một bát kẹo xô dẻo khác. Mình sẽ nhét kẹo vào trong tuýp vừa như yên luôn nhá. Giờ chỉ cần đóng nắp lại là xong bàn cải trang rồi các bạn à. Và giờ khi muốn ăn kẹo xô dẻo thì mình đã có sẵn tuýp tiện lợi này rồi. Ngon, ăn trong hồi hộp còn ngon hơn bình thường ấy chứ. Ngon quá. Hả? Mình ngửi thấy mùi bim bim. Dừng lại, đưa cho thầy. Này, thầy kỳ cục ghê. Lũ nhóc này. Mình không thể để thầy thấy. Phải làm sao bây giờ, nghĩ ra cái gì đi nào. Sao ta? Là Molly á. Chào Molly, hôm nay cậu xinh quá à. Cậu hả? Chào. Hôm qua tớ đọc cái này nè, thú vị quá à. Khoan, cho tớ xem cà vạt đi. Nhưng đây là cái tớ thích nhất á. Suýt, đi với tớ. Tụi mình phải tìm hiểu nhau trước chứ hả. Đúng thứ tớ đang cần luôn. Cái gì vậy trời? Tớ sẽ kể cho mẹ tớ nghe.
mình sẽ lật cà vạt lại và để nó phẳng trên bàn. Thêm chút màu xanh này. Mình sẽ chấm keo khắp cái này. Rồi, mình dán vải chun vào chỗ đó. Làm hết cái cà vạt luôn nha. Phải đảm bảo là nó chắc chắn. Cái cuối cùng nè. Giờ mình sẽ nhét kẹo vào chỗ dây chun. Vừa như in luôn á. Sẵn sàng rồi. Diễn tự nhiên vào, không ai nghi ngờ gì đâu. Biết sao không, hợp phết á. Mình thích món phụ kiện này. Đến lúc ăn vặt rồi má ơi. Sẽ ngon lắm đây. Ăn lén là ngon nhất luôn á. Này Molly, mẹ tớ bảo là cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Thôi toang rồi. Chào Jared. Mình bắt đầu hối hận rồi. Tớ còn nhiều cà vạt lắm á bố. Nhưng phải hun tớ một cái nha. Mình làm gì vậy chứ? Ôi, ai làm cupcake vậy ta? Trông như miếng bánh nhỏ từ thiên đường ấy. Ôi, tuyệt ngọt thơm dễ sợ. Lượt hai nhé. Ok con dê. Yum. Cậu tưởng mình xứng đáng sao? Đấy. Định dở trò với chị à? Đồ ngốc nghếch. Lại còn ăn tham. Đưa đây. Của tớ chứ. Nhưng tớ cầm trước mà. Tớ đói hơn cậu cơ mà. Mình trắng mặt lắm rồi. Hai cậu không hòa thuận được hả? Không. Đưa trả tớ đây. Bước qua xác tớ đi đã. Khoan. Vô duyên thế hả trời. Thôi, cho cậu tớ đấy. Ngon đấy. Lèo lèo. Yeah, tắm thôi. Tắm tắm lúc nào cũng thật sảng khoái. Yeah. Ý mình là vậy đấy. Cũng nên gội đầu nữa chứ nhở. Yeah, thật dễ chịu. Nhiều bó chưa nè. Yeah. Ở đây một chút. Rồi tới động tác nè. Không ai sao giờ phóng giỏi hơn mình cả. Này nhìn xuống dưới kia kìa. Mình nhảy đây. Âu, cái quái gì vậy? Giọng này trong này nghe hay thật. Đợi đã, xin lỗi vì đã vô mắt nhé. Thơm tho và sạch sẽ. Ôi, mình mệt quá. Để xem ghép chồng của mình đâu rồi. Đây rồi. Vào đi. Wow, ngoài này sáng quá. Mình nên lắp vào như này. À, đau quá. Được rồi, thử lại nào. Như này thì sao? Ôi, còn đau hơn nữa. Nào, lần này sẽ được. Biết rồi, như này nè. Mình nhét vào được rồi à? Tuyệt. Giờ mình nhìn thấy rõ rồi. Cạo râu thôi. Thế giờ chúng mình làm gì? Râu tay nhìn ngon hết sảy. Thơm ngào ngạt nữa. Thật là mọng nước. Tớ ăn hoài cũng không chán. Ăn cả cuống. Cậu cần phải ăn đúng cách chứ. Từ từ thưởng thức hương vị. Một trải nghiệm khó quên. Và tất nhiên có sẵn dụng cụ chuẩn. Đồ dùng nhỏ thông minh này sẽ giúp lấy cuống. Chỉ cần xoáy nó thôi. Không còn lá hay cuống. Ok là. Kệ cậu chứ. Cậu nghĩ mình thông minh lắm. Ngồi đây chờ tớ một chút. Mình phải nhanh lên. Chờ mà xem. Anh ơi, cho em ống hút. Đi mà. Từ từ. Thôi mà, nhanh dùng cái. Em xin. Kỳ cục ghê. Tớ đến đây, David. Về rồi. Và tớ chỉ cần ống hút thôi. Xem đây. Tớ sẽ đẩy ống hút qua phần cuống của quả dâu tây. Và chẳng còn cuống nữa. Cũng thông minh phết đấy. Tốt lắm.
Hay là mình đổi đồ đi. Của cậu nè. Ừ, sẽ vui lắm đây. Sophia ơi, tớ mang món kẹo tụi mình đều thích nè. Ngồi cùng cậu đúng là thích dễ sợ. Để lấy hàng ra chuẩn bị học nào. Mong là hôm nay không quá chán. Phải chén chút đường để bắt đầu đã. Cảm ơn gái nha. Cái vỏ này khó xé thế nhở. Nào rách coi. Dán keo 502 hay sao ấy. Và một khi Pajia chia tách. Thật hả trời. Các em coi thể cô là trò đùa hay gì. Ôi trời, diễn nào. Phải giả vờ nghe bài thôi. Các em đang làm gì ở đây thế hả? Kẹo à? Sao mà cô cứ thế cầm đi được vậy? Tớ sợ muốn rớt tim ra luôn á. Đến đâu rồi nhỉ? Người lớn thật bất công. Thỏi son dưỡng đó trông giống cục kẹo của mình quá. Cùng kích cỡ luôn ý. Đưa tớ xem nào. Trước tiên mở nắp son dưỡng ra. Dùng thìa để múc son ra nè. Khi đã hết son thì cho kẹo vào trong thôi. Vừa vặn dễ sợ luôn đó. Sao tớ không nghĩ ra từ đầu nhỉ. Wow, cậu thông minh thật đó. Oh, ngon quá đi. Cậu đúng là cứu cánh của tớ đó. Như cô vừa nói. Đến giờ nghỉ rồi mấy em ơi. Hóa ra là thế. Chuyện tranh này đúng là bá đạo. Có ai không ta. Xới chút kẹo ngọt nào. Bố ơi, bố đâu rồi? Chết, tụi nhỏ về nhà rồi. Bố treo con bức ảnh này lên tường trong phòng con với. Đi mà, không lâu đâu bố. Thôi được rồi, đưa bố cái búa với đình đây. Yay, con cảm ơn. Hoa quả, đang thèm táo xanh. Wow, bố đang giấu kẹo. Kẹo của bố giờ thành của con rồi. Đã xong. Cân rồi đấy. Ôi không, bố đang quay lại. Này Tina ơi, bố treo tranh rồi nhá. Con cảm ơn bố nhiều. Bố là số 1. Thì thoảng con bé này kỳ ghê. Thôi kệ, thư giãn tiếp nào. Cẩn thận để ý xem có ai ở quanh đây không. Mất kẹo rồi. Tina. Mình hiểu rồi. Phải phải có lý đó. Tớ nhai dây rút áo tía mà chứ có gì đâu. Jake đang ăn gì sao? Phải nhìn kỹ hơn mới được. Có vẻ như dây rút của thằng bé. Ủa? Ủa, cái gì thế kia? Không phải dây rút à? Jake, không ăn kẹo trong lớp nhá. Vâng, em xin lỗi. Giờ sao ta, mình vẫn đói quá. Mình có ý này hay nè. Để nhấp một ngụm nước xem nào. Ngon thật. À không, mát thật mới đúng. Jake, thấy thế em đấy nhé. Ăn kẹo trong phúc cũng không được đâu nha. Vâng, em hiểu. Mệt thật, làm việc tiếp thôi. Lúc nào thầy cũng cắn đầu bút nhăm nhở hết cả ra. Tự dưng mình gói này. Được rồi, ăn kẹo thôi. Mình sẽ tháo nắp ra khỏi bút dạ quang. Và rồi lấy hết phần mực ra. Cả đầu bút nữa đó. To hơn mình tưởng ấy nhỉ. Đừng quên lau sạch bên trong nha. Tiếp theo là kẹo đó. Chỉ cần nhét kẹo vào bên trong bút dạ quang nữa thôi. Vừa như in luôn. Giờ để nắp trở lại.
chuẩn không cần chỉnh. Tuyệt, bút dạ quang kẹo. Ngon tuyệt cú mèo. Mình ăn cái này cả ngày cũng được luôn đó. Jake ơi, em đang ăn cái gì thế? Dạ em có ăn gì đâu, em chỉ cắn bút thôi à, giống thầy đó. Thế thì được, thôi học đi. Vâng ạ, thành công thật này trời. Tớ rất thích khoai tây, nhưng mình cần gọt vỏ đã. May mà tớ đã chuẩn bị sẵn. Ảo chưa? Dùng cái này nạo cho nhanh. Nạo củ khó hơn mình tưởng đấy. Ta-da! Sao còn bé xíu vậy? Tớ phải gọi một cuộc. Alo, tớ cần anh giúp. Ừ, một củ khoai tây. Bye. Gói hàng cho David. Tôi đây. Ký vào đây. Cái gì thế? Cảm ơn anh nhiều nhé. Ok, gọt khoai thần tốc nào. Bật công tắc lên này. Và máy sẽ làm hết công việc. Mình chỉ cần ngồi xem thôi. Mình yêu công nghệ tiên tiến. Wow, u là trời. Tớ biết, cậu ấn tượng ha. Nhìn mà xem. Wow, mì khoai tây siêu to khổng lồ. Xem dìa mép của tớ này. Không thể quên củ khoai được. Máy này hay quá. Có lẽ tớ hơi hào hứng quá với việc gọt khoai. Khoan, tớ có ý này. Mình thử trái cây xem. Hiệu quả này. Nó gọt vỏ của trái cam kìa. Đỉnh của chóp. Đến lúc cắt và thái rồi. Sẵn sàng chưa nào? Rồi nhá. Chuẩn bị đi. Này, tôi sẽ khiến ông khóc nhè đó nha. Thôi xong. Sao lúc nào cắt hành cũng buồn thế này nhở? Nhưng mình có mẹo này này. Khiên chắn bảo vệ thần kỳ tới đây. May mà mình mặc hoodie. Cứ kín đáo là khỏi phải khóc lóc nữa. IQ vô cực luôn. Hết khóc nhè nhé. Quá đáng thế không biết. Cách này hiệu quả thật nè. Nè, dừng lại đi. Mất công thật sự đấy. Ai ăn salad tươi giỏi không nào? Vào mồm đây. Hành tây không bao giờ là đủ với tớ. Hả? Mình quên tiệt vụ hẹn hò luôn. Giờ nè mèo. Anh nghĩ tôi hết trò rồi sao? Hơi thở của mình đang tấn công nè. Ai ăn hành tây vậy ta? Chuẩn, anh ta đó cưng ơi. Em có chuyện phải về gấp anh ơi. Đợi anh với cục cưng ơi. Hôm sau đi siêu thị phải mua hành mới được. Đúng là hôi dễ sợ. May quá chương gieo rồi, thế là không phải học nữa. Cần phải chăm sóc tóc một chút thôi. Sao, đẹp hơn nhiều rồi nè. Ừ, mình nên gỡ mớ tóc này ra thôi. Thoải mái quá đi. Chloe, có lược chải tóc kìa. Này, cho tớ mượn cái đó được không? Đừng cho mượn, tớ là lược của cậu cơ mà. Được chứ nè gái. Cảm ơn cậu, nãy giờ tóc tớ rối như tổ quả ấy. Tốt hơn rồi, trả lại lược cho cậu này. Ừ, toàn là tóc của cậu ấy luôn. Cảm ơn lần nữa nhé. Tớ đã nói đừng cho mượn rồi mà. Nhiều tóc quá đi. Yay, mình sạch lại rồi nè. Cậu ấy rụng nhiều tóc thật đấy. Chloe ơi, anh yêu em lắm lắm. Em hãy đồng ý nhận chiếc nhẫn này nhé. Óng ánh chưa? Nhìn tinh nè, chiều sang chảnh. Ôi trời, có một chỗ bị bẩn. Phải lau sạch sẽ mới được. Cậu ta làm gì vậy?
Tôi đang sáng lắm rồi mà. Ồ, nàng đến kìa. Chào anh, xin lỗi vì em đến trễ ạ. Chloe, anh có cái này cho em nè. Nè cô gái, tôi sẽ cực tranh xả khi ở trên tay cô luôn đó. Ôi trời ơi, wow. Anh đeo nó cho em nhé. À, ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi. Đẹp quá đi mất thôi. Tớ đã nói là tớ đẹp lắm mà. Wow, lấp lá lấp lánh luôn á. Đến lúc chăm sóc bản thân rồi. Mình thích tóc xanh đẹp lắm. Được rồi, tạo kiểu thôi. Xấy cho tóc xinh khô và đẹp nè. Ok, tăng nhiệt độ nào. Đúng là thứ mình cần luôn. Bắt đầu thôi. Mức này mạnh thế. Chà, mình nghĩ thế này là được rồi. Wow, mệt quá. Nhưng ít nhất thì tóc mình đã khô cong. Ngon lành, giờ lên đầu thôi. Các em nhớ thầy đã nói về ngành động vật nguyên sinh không? Phấn của mình đâu rồi? Chắc phải đâu đó quanh đây thôi. Sao cái cây có không nhở? Không có luôn. Mình biết là nó ở đâu đó trên bàn mà. Ở đây rồi. Gần cái đèn. Chết, thầy thấy mình mất rồi. Được rồi, trở lại bài học nhé các em. Mình ghét chuyện này. Viên phấn đó kêu muốn chảy máu tai luôn. Thả em xuống đi ạ. Thật kinh khủng, tụi em không thể chịu nổi đâu thầy ơi. Xong rồi. Mệt quá đi. Vậy mà mệt cái nỗi gì cơ chứ. Cái đồ tội nghiệp của mình. Chọc lóc luôn rồi. Mình ghét nha sĩ cực kỳ. Có vẻ như ở đây không có ai nhỉ. Ăn vặt thôi bà con. Này, ăn bánh quy không? Ngon thế. Cảm ơn cậu. Cái này sẽ giúp mình đỡ hồi hộp. Hình như mình đang ở trong miệng ai đó. Đến lúc phá phách rồi nè. Ui, răng của mình. Mình cần phải xây gì đó ở đây. Tuyệt quá, đáng lẽ mình nên là kiến trúc sư mới phải. Cái bánh ngu ngốc này. Bánh của tớ làm cậu đau răng à, xin lỗi nhá. Bệnh nhân tiếp theo nào. Hôm nay đúng xui luôn á. Có lẽ mình nên cất đi nhỉ. Alo. Vâng, tôi muốn đặt lịch hẹn ạ. Bao giờ sao? Được à. Mẹ ơi, để ý con nè. Trời, mẹ chọc lòi mắt con bây giờ. Mẹ quên chảo trứng rồi. Mà trời ơi mắt, dễ chịu quá đi. La 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 la. Ôi chết. Thôi kệ. Cưng thích kẹo không nè. Cưng dễ thương quá. Nhưng mùi gì vậy ta? Tôi sắp thành con heo quay luôn rồi. Ôi trời. Mẹ ơi. Mình phải xử lý thôi. Chị cần nhận lại thôi nhỉ. Trứng dính chặt vào chảo rồi. Chuyện gì thế này? Ê, trò này vui phết. Lần này mình lộn nhào được không ta? Đau ê ẩm cả người. Chuyện quái gì xảy ra thế? Chắc mình được nấu chín rồi. Mẹ sẽ xử đẹp mình mất thôi. Nhưng trông buồn cười ghê. Nhìn ok phết nha. Tuyệt quá Molly. Em đúng là có tài năng. Ôi trời, cô sẽ gặp ác mộng mất. Hả? Chắc cô đang khen mình nhỉ?
Ăn snack thôi bà con. Psst, Molly. Psst. Đã cái nư ghê. Không thể tin nổi, chỉ còn một cách thôi. Này, áo, cậu làm cái gì vậy hả? Xem đây này, bút chì. Wow. Không, đợi chút, nó đang giấu một món ngon lành á. Sô-cô-la nhức nách nè, thông minh nhỉ. Cậu đang ghen tị chứ gì? Thôi đi. Xem tớ đây, là một thanh sô-cô-la đây. Wow, đẹp, đẹp dã man. Biết mà, của tớ đó. Sẽ ngon lắm cho mà xem. Bá cháy luôn. Thích ơi là thích. Ok, tại cậu khơi chuyện đấy nha, tớ sẽ trả đũa cậu. Chiếm ngưỡng bút chì hạng nặng đi. Cái gì? Cái gì vậy? Kẹo bút khổng lồ á? Của tớ đó nha. Kẹo hả? Trong lớp túi. Quà đó ạ, để cảm ơn cô á cô. Được học sinh yêu quá, thật là thích. Cứ tưởng được ăn chứ. Thằng nhóc tưởng mình ngốc à? Sao lông mày của mình mọc nhanh thế nhỉ? Trông mình như người tiền sử ấy. Nhíp ơi, bắt tay vào việc nào. Chắc chắn rồi, để tôi xử lý đám lông mày cho. Thân địch rồi. Không, cái này thì sao? Bingo. Nhở nhanh gọn nhẹ thế chứ. Quan, mình phải bỏ nó sao? Thế nào tiếp theo đây? Quay lại làm việc tiếp thôi. Mình muốn tất cả. Thôi xong. Sao nhíp này mạnh quá vậy? Địch rồi, xem móng tay của cô nào. Thôi nào, đưa tôi xem. Lèm nhèm quá gái ơi. Để tôi sửa lại cho. Đầu tiên tôi cần rũa. Làm móng tay thật là chán, nhạt hết chỗ nói. Bông ra khỏi đây đi. Dừng lại đi, anh đang hỏng vẻ ngoài của tôi rồi. Thôi thì sống chung với lũ thôi. Xong rồi nhìn nè. Wow, đẹp hơn nhiều đấy. Tôi nghĩ đã đến lúc sơn màu khác rồi. Phải công nhận mình thấy gọn gàng hơn đấy. Cái quái gì thế này? Thôi được, mình sẽ phủ màu này lên. Để cho sơn khô lại nhé. Đây mới gọi là giống chứ. Này, đèn đóm bị sao vậy? Tôi thích lắm, nhìn rất đẹp. Đây này. Còn mấy phút nữa mới hết giờ giải lao. Mắm mắm chút chống đói thôi. Ngon. Tớ cũng có bánh đây nè. Thèm đường quá trời ơi. Chán thế nhỏ. Chào cả lớp. Cân hết đồ ăn trên bàn đi nhé. Vâng. Thì đành thôi ạ. Cô tin cả lớp đã làm bài tập về nhà. Có vẻ cô đang mải giảng bài. Mình cắn một miếng thôi. Này, này, không ăn trong giờ. Tại nhìn bánh ngon quá à. Cô đang nói đến Rosie nghĩ ra mẹo hay chưa kìa. Thông minh thật đấy. Mẹ ống tay áo cũ thôi. Chà, thế là trông đói tới cuối tiết. Mình không làm thế với cupcake được. Giấu ở đâu được ta? Lừa có giấu được không nhỉ? Để nghĩ cách xem sao. Gì đấy? Để tớ chỉ cho bí quyết này. Cậu có đang nghĩ giống tớ không? Chúng mình cùng chí hướng đó. Bỏ hết lông ở trên được đi. Và dính cupcake lên trên. Chúng mình có que này nè. Nếu bạn bẻ que ra và cắm vào cái bánh
trông sẽ giống như răng lược. Cô sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ gì. Thèm chảy nước miếng rồi nè. Hả? Medicine. Em chải tóc thưa cô. Đây ạ. Chắc mình cần mắt kính mới thôi. Thế nào lại nhìn ra cupcake nữa? Chúc ngon miệng. Ai cần giờ giải lao khi bạn có thể ăn trong lớp chứ? Hay đấy gái. Thứ sáu thì phải chén rất thích nha. Nhưng mà ăn không thì chán lắm. Nên ăn với cái gì đây ta? Hả? Ăn với bánh mì cũng được đấy nhỉ? Ái chà chà, anh này cô te đấy. Nè còn đỉnh hơn ấy. Ồ, người ấy đây rồi. Em có thích mùi của anh không Olivia? Ôm em liền đi anh ơi. Hả? Gì? Ông này có giống hình tẹo nào đâu. Chất cán phẳng ra sẽ ngon hơn nhỉ. Mình cảm thấy kỳ kỳ ấy. Wow, thích thật sự. Ông này bị sao thế nhỉ? Phải phẳng như giấy nha. Nhìn ổn rồi đó. Đến lúc kết hợp hai món này rồi. Xúc xích, làm quen với bánh mình đi. Hoàn hảo luôn. Hôm nay lạnh thế nhở. Này, mặc áo khoác của tớ đi. Len thật đó nha. Ui, cảm ơn nha. Giờ mình cảm thấy ấm áp hẳn ra. Wow, nhìn món ăn ngon hết sảy này nè. Đúng khẩu vị mình luôn. Sao tiết này dài vậy không biết. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi. Mấy cái bài kiểm tra này là mình thèm. Các bạn đoán đúng rồi đấy. Món kẹo cao su ngon lành của tớ. Lại còn thơm quá trời nữa. Đừng phát ra tiếng nha, làm ơn. Cẩn thận nào. Gần mở được rồi. Thêm chút nữa thôi bà con ơi. Không. Hả? Kẹo cao su hả gái? Cho tớ với. Đây, chính là điều mình sợ. Đấy, vui chưa? Không còn cái nào luôn hả? Mình phải mua thêm mới được. Mà mình nghĩ ra rồi. Bỏ phần trên của bút đánh dấu và kéo ruột mực ra. Sau đó, cho món kẹo yêu thích của bạn vào. Thông minh thật đó trời. Giờ sẽ chẳng có ai biết là mình có đồ ăn nữa. Thấy không? Im lặng như tờ luôn. Chẳng có gì ở đây đâu mọi người ơi. Không đi học vui nhỉ?